YouTube thả ga chỉ với 9K. Ninh là một cái tập thể chung, không có một cái ngôi sao nào riêng, và con nghĩ là Quân hay là anh em ở trên sân thì mọi người cũng đã cố gắng hết sức mình, và tỷ số nó không may mắn một chút. Con nghĩ là cái thế trận hôm nay thì Than Quảng Ninh đã thi đấu rất là tốt và cũng có những cái thời điểm mà có những cơ hội để mà gỡ hòa, nhưng mà rất là không may khi mà bỏ lỡ những cái cơ hội rất là đáng tiếc. Thì hội cổ động viên Than Quảng Ninh luôn luôn là một trong những cái hội cổ động viên tuyệt vời nhất, và con nghĩ là có thể là trong cái tình huống trước đó thì họ có một chút hơi giật mình một chút, nhưng mà con nghĩ là sau những cái màn thể hiện của các cầu thủ những trận vừa qua thì cổ động viên họ đã quay lại và họ đã cổ vũ rất là nhiệt tình giống như trận hôm nay. Sau một giải rất là mệt mỏi thì em sẽ có một thời gian nghỉ ngơi và em sẽ bay sang Séc cùng với cả vợ con. Thực ra thì cũng 2 ngày trước đó thì mình cũng bị ốm và không tập cùng với đội rồi, nên là cũng rất là, thực ra không phải là không muốn ra sân, nhưng mà Quân nghĩ là ra sân mà thể lực nó không đảm bảo 100% thì Quân cũng nói với trợ lý là nói với anh Vượng với cũng như là chú Tuấn là cho Quân ngồi ngoài, nhưng mà cái tỷ số nó không được tốt thì chú Tuấn có quay sang hỏi là Quân ấy vào hỗ trợ anh em được không, thì Quân cũng đã đồng ý. Và cũng nghĩ là sang cái hiệp 2 thì toàn đội Hải Phòng đã thi đấu cái trận đấu đó tốt hơn rất nhiều. Thì rõ ràng hai lối chơi của hai đội bóng nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà em sang đội Hải Phòng thì em có chia sẻ với cả huấn luyện viên là sang đây em phải chạy gấp đôi ở Quảng Ninh, mà thường thường có nhiều trận đấu mà cũng bị chuột rút, mà em nghĩ là cái đấy là cái khác biệt lớn nhất. Thì rõ ràng để mà so sánh chất lượng chuyên môn thì cũng hơi khó, tại vì Hải Phòng là đội bóng năm nay đã vào cái vị trí đua trụ hạng, còn Quảng Ninh là trong cái top trên, mà con nghĩ cái điều đó đã chứng minh là nhiều. Thực ra thì không chỉ riêng cái cuộc đua trụ hạng đâu, con nghĩ là cuộc đua đến chức vô địch năm nay cũng rất là hấp dẫn, và rất may cho Hải Phòng khi mà em đã có cái trận đấu ở sân Nam Định khi mà giành chiến thắng 3-2 để mà trụ hạng sớm một vòng trong cái trận đấu cuối cùng, không phải đá chung kết ngược với cả Quảng Nam. Thì trước khi đi thì cũng đã nhờ một em trẻ sang đấy ở để cho có hơi mà đồ đạc nó không bị hỏng bị mốc, thì con nghĩ là em trẻ đấy chắc là đã lo tốt cho cái phòng. Còn việc em đi Than Quảng Ninh thì đi sang Hải Phòng thì nó chỉ là mượn tạm thời 7 trận thôi, và em vẫn giữ liên lạc trong group cũng như nói chuyện hàng ngày với cả anh em. YouTube thả ga chỉ với 9K.